Đầu tiên gặp quý vị và tôi rất là thấy mến quý vị, và tôi thấy cái không khí của Hội Thánh giống như gia đình, tôi cảm nhận điều đó. Và rất là vui sáng hôm nay tôi gặp được cô Hiệp, phải không ạ? Cô Hiệp, dạ. Cách đây 5 năm trước thì cô và chồng của cô có qua Phoenix, Arizona để thăm con gái của con trai, dạ xin lỗi, con trai của cô là anh Nguyên, Lưu Cao Nguyên. Thì tôi có gặp cô hơn 5 năm trước rồi. Và hôm qua tôi đến tôi thấy cô thấy quen quen, thấy không biết là gặp ở đâu rồi. Nhưng mà hôm nay thì cô đến, cô nói sư có nhớ tôi không. Dạ tôi thành thật là xin lỗi là thấy quen lắm mà không có nhớ. Thì cô mới nói rằng cách đây mấy năm trước cô có đến Arizona để thăm con trai của cô. Có gặp cô và chú ha. Cho nên sáng hôm nay rất là vui và ngạc nhiên bởi vì cô ở đây, ở nhóm Hội Thánh này. Chúc mừng cô vì cô đến đúng chỗ rồi. Cô ở trong cái Hội Thánh rất là phước hạnh như vậy. Sáng hôm nay thì tôi nói chuyện với mục sư Tâm chút xíu đó. Thì mục sư Tâm nói rằng mục sư tôi đang chỉnh âm thanh trên này. Thì tôi có mở cái phòng cầu nguyện của tôi đó. Tôi trôi vào trong cái phòng cầu nguyện mỗi sáng 2 tiếng đồng hồ như tôi làm chứng quý vị đó. Thì anh em đang cầu nguyện cho nhiều Hội Thánh, cho học sinh, cho tuổi trẻ, cho các mục sư. Trong tháng này là cái tháng mà chúng ta cầu nguyện cho các mục sư, quý vị biết không? Ngày hôm qua thì là cái ngày mà chúng ta cầu nguyện cho cái người bị tâm thần, những người bị quyền lực áp chế. Thì trong cái tháng này là cái tháng đặc biệt, chúng ta dành 31 ngày cầu nguyện cho mục sư của mình. Thì Hội Thánh chúng tôi biệt ra 31 ngày mỗi sáng tiếp tục cầu nguyện trong 3 năm. Dạ, đã 3 năm rồi, mỗi sáng 120 phút chúng tôi cầu nguyện cho mục sư, cho lãnh đạo của mình. Và sáng nay mục sư Tâm nói rằng nhớ cầu nguyện cho Hội Thánh này, nhớ đó New Orleans. Và tôi có kết nối quý vị, ngày hôm qua thì tôi cảm nhận được cái tình yêu mến mà chúng ta kết nối với nhau để chúng ta sẽ nhớ đúng quý vị. Bởi vì nhiều khi mình nhìn qua mạng không, mình nhìn qua online không, mình thấy cũng chưa đủ mà mình phải đến thực tế thì mình mới thấy. Tôi cảm nhận ra một cái quý vị cần một cái sự đốt cháy của Thánh Linh Đức Chúa Trời trong năm thứ 43 để mà làm cái điều gì đó cho New Orleans quý vị. Cảm ơn Chúa. Năm 42 và quý vị kỷ niệm 42 năm thì bước sang tuổi 42 hay 43? 42 hay 42, 43 vậy? Đó Chúa, ngàn năm trước mặt Chúa thì có đơn giản vậy đi rồi. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn Chúa. Tôi muốn kể chuyện chút xíu thôi nhưng mà sẽ kết thúc trước giờ ăn. Cái giờ đó quan trọng lắm. Tôi biết. Tôi ở trong cái luồng đó mà tôi biết. Tôi gặp được một sư Tâm cách đây hơn 10 năm mấy quý vị, trong một cái chương trình truyền giảng ở Philadelphia. Thì tôi rất là mến mục sư là vì mục sư có chia sẻ về cái cuộc đời của ông. Lần đầu tiên biết được ông và ông chia sẻ về cái cuộc đời của ông được gặp gỡ Chúa ở trong cái tình hình rất là đặc biệt, cái sự kiện rất là đặc biệt trong cuộc đời của mình. Và trong cái đêm đó thì nói ra trên 600-700 người ở ngoài chợ ở Phila đó, là ở cái chợ Hồng Kông thì phải, tổ chức một cái chương trình truyền giảng 600-700 người đứng lại chung lại với nhau ở trong cái đêm Trung Thu tôi nhớ. Rồi thì cùng với mục sư truyền giảng và ông đã nói về cuộc đời của mình được Chúa thay đổi, dạ, ảnh hưởng đến những cái người ở trong cộng đồng. Mặc dù cái đêm đó không có nhiều người tin Chúa, khoảng 5-7 người gì đó đã lên để tiếp nhận Chúa, nhưng mà tôi ấn tượng về cái cuộc đời mà đã được Chúa biến đổi. Quý vị đã từng nghe ông làm chứng rồi. Thì cảm ơn Chúa là không ngờ là có một cái dịp như thế này. Ông đã gặp ông mục sư cách đây 2 năm ở Baton Rouge đó. Thì ông có mời đến Hội Thánh một dịp nào đó. Và không ngờ cái dịp đó đã xảy ra hôm nay để mà đến cùng quý vị, để cùng thờ phượng Chúa và hầu việc Chúa quý vị. Và xin quý vị lắng nghe một điều quan trọng là hôm nay tôi không có ý định là bồi linh gì hết ở trong cái chương trình này, mà tôi muốn chia sẻ cái tấm lòng của mình về một cái thế hệ phát triển thánh nhạc tại Hội Thánh địa phương. Cái này là một cái tâm tình quý vị. Và tôi biết là quý vị không phải là những người trong số quý vị, số đông chúng ta không phải là những người ca, những người hát, những người đàn, nhưng mà quý vị thường quý vị nấu ăn, quý vị phục vụ, quý vị đi nhà thờ, quý vị là những tín hữu yêu mến Chúa. Cho nên tôi sẽ cố gắng làm sao để mình nói cái này để truyền đạt cái tấm lòng của người trang bày, của người làm một vụ âm nhạc. Quý vị chỉ làm một điều thôi, đó là ủng hộ những người Lê Vi trong Hội Thánh. Bởi vì thường thường thì mình thấy những người Lê Vi này tự nhiên họ xuất hiện, tự nhiên họ lên họ phục vụ,
Rồi cái họ đứng ở đó họ hát, họ ở trong hội thánh. Rồi nhiều năm chúng ta thấy nó quen rồi, nó thường quá rồi. Rồi cái, phải không? Tôi nói những cái chuyện là chính tôi cũng đã trải qua nữa. Rồi những đứa con của chúng ta đi học đi con, đi học đi, đi học đờn đi. Rồi đi đờn đi con, thấy nó xuất hiện trong hội thánh, nó đàn, nó vui, nó hưởng được những cái phước hạnh. Nhưng mà rồi cái một ngày kia nó không đàn nữa, nó bỏ đàn đi. Chúng ta phải tìm hiểu lý do tại sao vậy, phải không ạ? Rồi chúng ta làm sao chúng ta, để chúng ta đầu tư để cho một cái thế hệ mới để xuất hiện trong hội thánh chứ. Vài năm nữa chúng ta được cất rồi, hay là chúng ta không còn là như vậy nữa, thì một thế hệ khác, một cái dòng dõi khác sẽ trỗi dậy để mà phục vụ Chúa. Quý vị tưởng tượng đi, hội thánh New Orleans ở trong cái tương lai gần, chỉ chừng vài năm nữa thôi, 10 năm nữa thôi à. 10 năm nữa thì nó khác hoàn toàn. Nó không phải là quý vị đây nữa rồi, mà là một thế hệ khác. Nhưng mà thế hệ nào, thế hệ nào sẽ thế với chúng ta? Đó là tôi đang nói một thế hệ chung á, thế hệ thứ hai á, thứ ba, thứ tư á. Rồi đó là cái thế hệ con em chúng ta suy nghĩ về điều đó. Rồi điều gì nữa? Ở trong cái chức vụ thờ phượng nữa. Thường thường con em chúng ta đi học ở trường, nó học đàn, nó học cello, rồi nó học violin, nó học recorder, nó học những cái cây sáo, clarinet. Tôi để ý mấy đứa đó lắm á. Chút nữa tôi cho quý vị coi cái hình. Chúng ta thấy chuyện đó nó đơn giản. Nó đi học trung học là nó phải biết đàn, nó biết múa là chuyện bình thường. Con có thích không? Con vô hội thánh con làm đi. Thì nó nói con không thích. Thôi không sao. Quý vị ơi, chúng ta đang mất đi một cơ hội rất lớn để đầu tư cho hội thánh. Nếu mà tôi có những đứa này trong tay á, giống như 127 thi thiên 127 đó, thì giống như một người mà nó vác cái gùi đằng sau, cái gùi đằng sau mà có những cái mũi tên ở trong đó, cái mũi tên nhọn bén. Mà Kinh Thánh nói rất là rõ rằng người này sẽ có cái biết cái cách để nói năng với kẻ thù nghịch mình ở trước cửa thành. Quý vị ơi, một hội thánh mà có những người trẻ, quý vị biết hội thánh nó mạnh dữ dội lắm. Người mà thành công là mục sư Vũ ở dưới, mục sư sẽ có dịp nói cho quý vị nghe về cái sự thành công của hội thánh. Đây mà ông ấy đang hầu việc Chúa, một trong những hội thánh mà có giới trẻ phát triển và mạnh mẽ. Tôi đang nói về điều đó. Trước Chúa Trời của chúng ta muốn dấy lên một thế hệ trẻ, và trong đó có cả sự thờ phượng nữa. Nói chung là mọi lĩnh vực ngày hôm nay đang tìm kiếm những người trẻ để giảng, những người trẻ để làm mục sư, để đi học thật, những người trẻ ở trong sự thờ phượng, âm nhạc. Chúng ta cần tất cả những người trẻ trong mọi lĩnh vực để lãnh đạo trong hội thánh tương lai. Cho nên cái bài tâm tình này của tôi với quý vị đó là một trong những cái khải tượng mà chúng ta sẽ thổi vào cái thế hệ trẻ và dấy lên một cái thế hệ trẻ lãnh đạo hội thánh. Mà một trong những cái mặt mạnh của hội thánh đó là sự thờ phượng. Sự thờ phượng. Và tháng hôm nay tôi thấy tôi có cái passion, cái tấm lòng cưu mang, một cái đam mê về âm nhạc, về thờ phượng. Và tôi muốn nói cho quý vị điều này. Ít nhất chúng ta hãy truyền lửa, truyền đạt, kêu gọi, khích lệ thế hệ trẻ ở trong cái lĩnh vực thờ phượng đứng dậy. Và nhất là cái sự thờ phượng khi mà nó gặp Chúa rồi, nó yêu mến Chúa rồi, nó thấy nó đóng góp được cho nhà của Chúa đó, thì nó sẽ ở trong nhà của Chúa. Đây là điều mà tôi muốn truyền đạt cho quý vị. Rõ ràng không? Quý vị đâu có chơi nhạc được. Thì quý vị có thể làm một việc, đó là khích lệ con em chúng ta, con cháu của chúng ta. Trở lại cái vấn đề là các con em của chúng ta nó học đàn ở trong trường. Cái câu hỏi lớn nhất của tôi đó, nó học 4 năm, nó học 5 năm, nó học 6 năm ở trung học, mà nó học một cái cây đàn. Rồi tại sao mình, nó học một cái thổi cái kèn, nó học violin, tại sao hội thánh không dùng tụi nó? Quý vị để ý đi. Con mình hỏi có học nhạc không? Nó đứa nào cũng nó học nhạc. Cái đây mấy năm tôi hướng dẫn một cái bạn thanh niên. Trong cái bạn thanh niên này á, thường thường nó mở cái video lên, nó thờ phượng trước khi tôi đến. Mà các em á, đều biết đàn hết. Tôi hỏi tại sao? Tại vì không ai hướng dẫn tụi con hết. Nó không sao, bây giờ mục sư sẽ bắt đầu. Trong 3 năm rưỡi tôi hướng dẫn các em có một bàn nhạc, bàn thờ phượng đàng hoàng. Tôi khám phá ra một ngày kia có một cái cô trưởng ban thanh niên. Mục sư, con đã biết từng thổi clarinet đó mục sư. Cái tôi nói, bây giờ con như thế nào? Con quên hết rồi. Những đứa khác không vậy? Mục sư, con biết chơi violin đó mục sư. Mục sư, con biết chơi piano mục sư. Tôi nói, bây giờ làm sao? Dạ con cũng quên luôn rồi. Tôi thấy ổn quá. Đó là những cái mầm ở trong hội thánh có sẵn rồi. Và chúng ta làm sao mà gom lại, thổi vào, đẩy các em lên.
trong vị trí này nha con, mà trong những cái người Lê Vi phục vụ trong đền tạm có rất nhiều công việc, và cái công việc phục vụ ở trong đền tạm đó là cái công việc thờ phượng. Và chúng ta sẽ hãy xem ông David ông làm gì ở đây. Ở câu số 4 tôi đọc trong Sự Ký Nhất đoạn 16 câu 4 và câu 5, quý vị lắng nghe. Nếu quý vị có kinh thánh quý vị mở ra: người lập mấy người Lê Vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-va, ngợi khen cảm tạ và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel. Asáp làm chánh, Sa-cha-ri làm phó, rồi thì Gê-i-ên, Sê-mi-a-mốt, đó là một dọc những cái tên, trong đó có Obed-ê-đôm. Tất cả, câu số 6, Bê-sa-na và thầy tế lễ Gia-ha-si-ên đều hằng thổi kèn ở trước hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta suy nghĩ về cái câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng ông David đã lập cái ban đàng hoàng ở trong hội thánh. Ở đây chúng ta cũng có ban, chúng ta cũng có lập lên. Rồi một hồi nữa chúng ta cũng sẽ thấy rằng đầu tư như thế nào. Lập lên không phải để cho có đâu, nhưng mà David còn làm một điều khác nữa đó, là ông còn chế tạo những cái nhạc khí đảng ngợi khen Chúa nữa. Ở đây thì mục sư mình rất là giỏi về về cái nghề khác, nhưng mà nếu mà ông chế nhạc khí thì không biết ông chế được không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu mà nói vui chút xíu, mà hội thánh này mà cần ông mà cải tạo lại cái hàng ghế này mà cho quý vị vô, quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn, thì ông là chuyên gia về lĩnh vực đó. Nhưng mà Miên Trường thì là cái người mà hả, quý vị thấy là Miên Trường, tôi vô tôi hỏi con cái âm thanh này chắc chắn là con làm. Dạ, giỏi quá, nếu mà đưa thầy làm chắc thầy làm không tới đâu. Tại vì chuyên gia mà quý vị, phải không? Và David là một cái người chuyên gia về sáng chế ra những cái nhạc cụ như chúng ta biết rồi. Ông đầu tư nha, đầu tư nữa. Ông kêu gọi và ông đầu tư, ông phân bổ nữa. Quý vị xem hội thánh mình có không? Có tài năng đó. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều đó. Phải có người nói khơi cho quý vị thấy, quý vị mới cảm ơn Chúa. Chúng ta thấy thường quá, cái này chuyện này dễ mà. Không có họ coi. Đi ra Guitar Center coi. Hội thánh nhỏ mà đi ra Guitar Center, chúng tôi kêu cả cái người mà tới để set up. Họ lấy cái tiền công cả ngàn đồng á. Cái ngã ngàn đồng đó chúng ta nấu cháo ăn, chúng ta đi chơi, chúng ta đi cắm trại, phải không ạ? Đãi anh em chúng ta vui quá, phải không ạ? Không có Miên Trường, quý vị rất là mắc công, rất là tốn kém. Chúng ta phải đánh giá cao những cái khả năng đó Chúa đang để trong hội thánh của mình. Nhưng mà sau Miên Trường thì ai nữa? Miên Trường sẽ huấn luyện người khác, mỗi người chúng ta huấn luyện. Và ở đây tôi đang nói đến cái sự chế tác của David, vấn đề chế tạo các khí cụ cho nhà Chúa. Và chúng ta đánh giá về cái điều đó. Anh em chúng ta có khả năng, chúng ta đánh giá họ, khích lệ họ, quý vị ha. Rồi, đó là những cái việc mà ông David làm. Bây giờ chúng ta đi vào trong cái phần thứ nhất đó, chúng ta đầu tư cho thế hệ trẻ trong 5 năm tới, 5-10 năm tới đó. Thì dĩ nhiên ở thánh nào cũng nói rằng chúng ta lĩnh vực lời của Đức Chúa Trời mà dạy cho trẻ đó, thì hội thánh nào cũng có. Amen, cảm ơn Chúa. Hội thánh này chúng ta cũng có. Vâng, lời Chúa lúc nào cũng quan trọng, và dạy cho con trẻ chúng ta lời của Chúa, giống như trong Timôthê đó, để mà lời đó dạy nó ở trong sự công bình, kính sợ Đức Chúa Trời. Hội thánh nào cũng có. Vâng, chúng ta hãy tiếp tục làm cái công việc đó, rất là ích lợi cho hội thánh. Điều thứ hai, chúng ta đi qua điều thứ hai, là hội thánh của chúng ta có lời Chúa rồi, hội thánh của chúng ta có sự thờ phượng. Vâng, ở đây thì cái lo lắng của tôi đó là hội thánh, hồi nãy tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện là chúng ta có những cái tài năng mà chúng ta lãng quên. Nhưng mà ngược lại có những cái hội thánh là trưng dụng những cái tài năng. Ví dụ như ở đây chúng ta, không biết là ở đây tôi chỉ biết Miên Trường, ngoài ra tôi không biết ai khác nữa. Nhưng mà có những cái em tự nhiên vô nói con muốn đàn, con muốn thờ phượng, thì chúng ta trưng dụng những cái tài năng đó có sẵn. Nhưng mà tôi nói cái điều này ra đó là quý vị thấy rằng không có ai lúc nào tự nhiên cũng có những cái mầm non sẵn đâu quý vị. Chúng ta phải đầu tư để kêu nó đi học, để mà nó được trang bị, rồi nó được dùng ở trong nhà của Chúa. Cho nên cái vai trò của cha mẹ ở đây đó là rất là quan trọng trong vấn đề chúng ta thúc đẩy con em của chúng ta học nhạc, học hát, để chi con, để phục vụ Chúa. Con của tôi ham chơi lắm không quý vị, mà bây giờ nó đàn hay lắm, nó đàn piano. Tôi dạy cháu mà, cháu đàn piano, cháu hầu vì Chúa. Với quý vị thấy những cái video clip của tôi và những cái buổi thờ phượng của Hội Thánh thì cháu đứng với tôi, cháu đàn á. Và tôi dạy cháu cổ điển, nhạc cổ điển, đánh rất là hay. Một ngày kia thì mẹ cháu hỏi anh dạy con sao mà nó chưa đánh thánh ca được. Tôi nói em yên tâm đi, anh dạy cho con của mình đánh
cổ điển, nhạc cổ điển rất là giỏi, và sau này đưa bài nào ra nó cũng làm được cho coi. Và vợ tôi thì nó muốn đứng vào trong ban thờ phượng liền. Tôi nói không, phải giỏi kìa, rồi mình đẩy nó vô. Đúng vậy quý vị, khi tôi thấy nó đủ rồi tôi đẩy con của tôi vào. Bài nào tôi viết ra cháu cũng làm rác rác rác, nó đọc vô nó đánh nào lắm. Rồi sau đó thì chúng tôi nhóm với Hội Thánh Mỹ, trong cái mùa Covid vừa rồi thì mấy cái người đàn á, họ không có dám, họ không có đến nhà thờ Mỹ được, họ rời cái dàn nhạc và họ mời tôi nói không, tôi bận Hội Thánh rồi, mời con tôi đi. Tôi nói, thật à, con không có thể đánh được, mời nó đi. Nó vô trong cái dàn nhạc của nhà thờ Mỹ thì có nguyên cái dàn nhạc, có violin, có flute, có đủ hết trơn. Một mình cháu có 16 tuổi, 17 tuổi. Người ta đưa nguyên sắp bài nhạc cho piano. Nó cầm vô, nó về, nó tập tập xong, nó vô, nó đánh 2 tháng liền quý vị, với Hội Thánh, bình thường. Và tôi nói, ồ, bây giờ em mới hiểu. Hiểu là mình dạy căn bản như vậy rồi, bây giờ có thể hầu việc Chúa được rồi. À, đó quý vị thấy, chúng ta đầu tư từ bây giờ đó, rồi Hội Thánh sẽ dùng cái sự đầu tư đó của chúng ta. Quý vị có bao giờ kêu con mình đi học rồi khích lệ nó như vậy không? Khích lệ con em của chúng ta đầu tư một cách đầu tư, không chỉ về âm nhạc mà còn nhiều lĩnh vực khác nữa cho Hội Thánh. Và bây giờ thì cháu đàn ở trong đó một thời gian rồi thì cái người mà chơi nhạc ta quay trở lại thì Hội Thánh lập nghiệp cho cháu rồi, cháu vui lắm. Dâng hiến phần 10 cho Chúa, biết cách dâng hiến phần 10 nữa. Ngoan, yêu mến Chúa như vậy, chúng ta dạy con mình, hướng dẫn rồi đưa nó vào trong cái môi trường hầu việc Chúa. Ở đây cũng vậy, chúng ta không chờ trưng dụng đâu. Tự nhiên nó học ở trường rồi chúng ta trưng dụng thì cũng tốt, nhưng mà chúng ta phải đào tạo, chúng ta phải thúc đẩy để con em của chúng ta nó đi học rồi nó được sử dụng, quý vị ha. Đó là những cái trăn trở của tôi. Ở Hội Thánh Sự Thờ Phượng Chúa cho giới trẻ thì Hội Thánh ít có chuyên gia về lĩnh vực âm nhạc, phụ huynh cũng chưa khuyến khích con em học nhạc. Và những điều tôi tâm tình quý vị đó, làm sao chúng ta khuyến khích con em của chúng ta. Con của Lệ với Nguyên, hai cháu, một cháu chơi violin, một cháu chơi keyboard. Mà lúc tôi còn ở Hội Thánh thì nhỏ xíu như vậy nè, tôi gặp hai cháu, gặp con trai của cô Hiệp á, thì tôi nói rằng em cho hai đứa nhỏ đi vô trường học, học đàng hoàng với thầy. Thì trong vòng 2 năm bây giờ hai cháu đứng trong nhà thờ đánh luôn. Và có một cái sự uốn nắn của cha mẹ thúc đẩy đó, bây giờ học về Chúa trong cái ban nhạc thiếu nhi của nhà thờ. Tuyệt vời không? Có năm 2000 tôi đi sang Hội Thánh của Hàn Quốc, Hội Thánh của một sư Cho Dân Ghi. Ở bên đó thì trong cái chương trình Hội Thánh Tăng Trưởng thì tôi cũng có hầu việc Chúa bằng âm nhạc, người Việt Nam lên thờ phượng Chúa. Mà tôi đến ở nơi đó thì tôi học được nhiều lắm. Họ dẫn, bởi vì họ biết tôi có cái mục vụ về âm nhạc, cho nên họ đưa tôi đến với những cái mục vụ ở trong Hội Thánh đặc biệt lắm. Tôi đến ở trong cái mục vụ thiếu nhi á, cũng cái phòng cũng lớn, 500 đứa thiếu nhi nó thờ phượng. Và tôi ngạc nhiên hơn nữa đó là nó có nguyên một cái ban thờ phượng của tụi nó riêng biệt nha. Người lớn sao tụi nó y vậy á. Mà đặc biệt hơn nữa, một cái orchestra, một cái dàn nhạc đàng hoàng, violin chỉnh tề, violin, viola, rồi cello, rồi harp, rồi kèn, clarinet, đầy đủ hết trơn. Tôi ngạc nhiên quá. Tôi hỏi ông mục sư người Hàn, tôi nói làm sao mà quý vị có. Thì dĩ nhiên 500 đứa thì cũng chọn ra được nhiêu đây. Nhưng mà cái điều mà họ nói đó, chúng tôi kêu gọi ở trong Hội Thánh á, quý vị cho các con của mình đi học và cho nó học để mà Hội Thánh sử dụng tài năng của tụi nó, phát hiện ra có khả năng đưa đi đi học liền. Thì tôi đi trong cái khuôn viên nhà thờ Joy Do Full Gospel, lúc đó thì họ dâng những cái biểu ngữ. Bắt đầu tháng 6 chúng tôi có những cái lớp dạy cho thiếu nhi học nhạc miễn phí. Thế là người ta đưa tụi nó đi học. Cái câu chuyện này nó đẹp lắm, nhưng mà thực hiện thì nó hơi khó nha quý vị. Chúng ta có kiên nhẫn hay không? Trước mùa dịch Covid, tôi dạy hai đứa, đứa 9 tuổi, đứa 7 tuổi, đứa học piano, đứa học đánh trống. Tôi phụ huynh cứ đưa tới nhà tôi dạy. Bởi vì tôi biết một điều, sau này nó không có ở với mình, nó không có Hội Thánh với mình, nó học về Chúa ở chỗ khác, thì Hội Thánh vẫn có một thầy tế lễ thờ phượng. Đó, cái tâm quyết của tôi là như vậy. Đào tạo không phải cho mình, mà là cho Chúa, cho vương quốc của Chúa. Nên có nhiều người nói thôi giờ vô Hội Thánh đi, chạy xong là phải ở đây với Hội Thánh nha. Thì mình hiểu,
Nhưng mà đối với tôi á, ở đâu cũng được, dạy mà họ đi Somali hầu vị Chúa cũng được, Campuchia hay Lào hay lên núi hầu vị Chúa cũng được, miễn là có một thế hệ thế chúng ta. Nếu chúng ta đi rồi thì còn ai nữa. Tôi đang nói cái điều đó thì tôi dạy cho mấy đứa nhỏ nó đàn, nó đang nó học nữa. Đùng cái Covid xảy ra, ba mẹ không dám đưa con em tới học nữa, mình thất nghiệp hay sao? Mình học dạy tụi nó hay sao? Không, bây giờ dạy qua online, mình làm sao để dạy tụi nó? Đó, quý vị thấy không? Cái lòng của mình làm sao mà đào tạo tụi nó? Nhưng mà tôi nói xong nữa, quý vị đừng đòi một sư dạy online được, một sư dạy tụi em giới này kia để tôi sắp xếp lại. Vâng, tìm mọi cách dạy online hay là dạy dạy trực tiếp gì, chúng ta đẩy con em của chúng ta phải đi học. Còn tôi nói thôi học con mệt quá. Tôi nói con gái của tôi nó học piano, cũng đánh piano classic cũng tốt lắm, nhưng mà bây giờ cháu thích vẽ, cháu đi theo cái ngành vẽ hơn. Nhưng mà tôi nói hạng chót, cái chót nhất của con á là con học đàn để đàn cho hội thánh, chứ không có cần biểu diễn phải giỏi gì hết. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta đưa ra một cái mức độ mà chúng ta yêu cầu á là như vậy. Đó quý vị, bây giờ chúng ta gọi các con của chúng ta, nó cái yêu cầu của chúng ta chỉ cần làm vậy thôi, đủ rồi. Có một cái cách để chúng ta khích lệ con em chúng ta học nhạc để phục vụ Chúa chúng ta, thờ phượng. Tụi nó dễ lắm, thông minh lắm. Đứa nào sanh ra cũng biết hát rồi, đứa nào sanh ra cũng biết vẽ rồi, vì thế tâm lý trẻ mà. Cho nên chúng ta khích lệ tụi nó trong cái lĩnh vực này thì nó vui vẻ nó đi học. Ngoại trừ tụi nó mê game rồi thì phải có phương cách khác. Cái đó thì chuyên gia Vũ hay chuyên gia khác lo, chứ tôi chỉ lo về vấn đề khích lệ thôi ha quý vị. Rồi chúng ta đi qua cái phần kế tiếp. Sau khi chúng ta dạy về sự thờ phượng cho giới trẻ thì tôi cho chiếu cho quý vị xem cái hình đầu tiên á, Minh Trường. Đó cái nhóm này ở ở bên hội thánh Baptist Dallas, Đức Tin. Mấy cháu này bây giờ vô đại học hết rồi, 5-6 năm chứ tốt nghiệp đại học rồi cũng ở lại hầu vị Chúa với hội thánh đó quý vị. Rồi cái hình kế tiếp đi. Cái này ở Baton Rouge nè. Baton Rouge ở đây 2 năm. Tháng 1 hôm đó có một sư tâm tới dự nữa ha. Đó, với một số anh chị em ở trong phòng nhóm này. Đó, thì đó mà bình thường tôi không có biết mấy cháu này, tôi hỏi thì mới ra những đứa này nè. Tôi hỏi hội thánh có ai biết đàn, có cháu nào. Tự nhiên phụ huynh, con tôi, quá chừng lên một nhóm như vậy. Tôi lọc luôn một group luôn, giữ như vậy đi con, giữ như vậy nha các con. Và họ, tôi không biết là ngày mai quý vị nhớ gặp một sư Vinh, quý vị nhớ hỏi nha, nhóm đó còn không. Nhưng mà ít ra mình cũng để lại một cái sự kêu gọi, một cái sự thúc giục từ bên trong cho cha mẹ của các em, các cháu chúng ta. Là cái hình kế tiếp. Đó, còn cái này là trước khi tôi sang Mỹ đó, thì tôi định cư ở Hoa Kỳ, thì một cái nhóm ở tại nhà của tôi, thanh thiếu niên, bây giờ các em là trưởng của những cái hội thánh khác rồi. Một trong những cái thành viên này cũng trở thành những worship leader rồi, những mục sư âm nhạc của hội thánh, đây là hội thánh Ngũ Tuần Việt Nam. Đó, tôi có một cái phòng thu âm ở nhà mà tôi làm việc. Những cái nhạc mà quý vị nghe trên YouTube đó, mà quý vị đánh chữ David Đông ha, thì quý vị sẽ thấy nhiều cái nhạc tôi làm, tôi chuyển ngữ lại và thu âm ở tại cái chỗ đó mà tôi đào tạo nhiều lắm. Bây giờ lâu lâu gặp lại mấy đứa thì nhớ con không? Con là học trò của mục sư nè. Rồi thì không nhớ lắm, nhưng mà hầu việc Chúa tốt rồi, nhiều lắm quý vị. Mục sư Vương Duy, một ngày nào đó mục sư Vương Duy có dịp tới đây đó, thì mục sư Vương Duy sẽ kể những cái kỷ niệm mà mục sư Vương Duy học với tôi trong nhiều năm, từ năm 95, kể từ năm 95. Bây giờ là mục sư về âm nhạc, thờ phượng và hướng dẫn thanh niên rất là tốt, đang ở bên Atlanta quý vị. Đã thì cũng ở trong những cái môi trường như thế này. Vâng, đi tới cái hình kế tiếp, còn hình nào nữa không? Rồi, đi tới cái phần kế tiếp ha. Rồi, bây giờ những cái khó khăn thường gặp của quý vị là gì? Tôi nói luôn cho quý vị ha. Khó khăn cản trở từ bên trong gia đình và hội thánh. Bên trong gia đình của chúng ta, chúng ta không có điều kiện cho con mình học, bởi vì học tốn kém lắm quý vị. Quý vị thấy không, một lần đi học như vậy thì một giờ, hay là hình như là không phải một giờ đâu, mà tôi thấy bên này ta tính là nửa tiếng đồng hồ á, họ lấy rất là mắc. Cho nên tôi có một người bạn ở Phoenix, mà bây giờ cái đứa con của người bạn này á, nó đi vào trường ICU nó học á,
rất là giỏi về âm nhạc. Nhưng mà tôi hỏi ra thì tốn tiền cho cháu từ lúc cháu còn nhỏ cho đến lúc mà cháu đi vô đại học luôn. Bây giờ cháu theo cái ngành âm nhạc rất là giỏi. Nhưng mà gia đình cũng đã tốn kém rất nhiều. Hoàng Điền đó, hồi xưa, đứa con của Hoàng Điền đó, nó đã từng qua Nhật, nó lấy những cái giải ở bên đó luôn. Quý vị nghe cháu đàn tuyệt vời. Tôi nói những cái đứa như thế này đúng là những cái viên kim cương ở trong nhà của Chúa đó. Cái thế hệ mà kế tiếp chúng ta. Nhưng mà ít quá. Phải nói kim cương thiệt. Làm sao mà phải thành như đá? Làm sao phải thành như cái gì ở, giống như ông Salomon nói, thành như đá ngoài đường á. Quý vị tin rằng Chúa sẽ đem lại cái thời hoàng kim đó không? Ông Salomon ông thành công, ông giàu, cho nên là vàng với bạc và kim cương của ông nó thành như đá ở Jerusalem. Làm sao hội thánh có được cái thế hệ này quý vị? Chúng ta cứ nhìn về cõi xa xong không à. Nếu như vậy, con mình giờ mình đi học, cho nó đi học, nhìn về cõi xa xăm. Bây giờ sao ta? Làm sao mà hội thánh chúng ta có một cái thế hệ kế thừa chúng ta được? Cho nên tôi muốn thổi vô quý vị một cái sự khao khát. Làm sao để con em chúng ta, giờ mình không có con em, mình nó lớn hết trơn, tay nó cứng hết trơn, nó làm nghề khác hết trơn, vậy sao? Mỗi lần đợn cái tay nó gọng vậy khó quá đi. Bây giờ mình khích lệ những đứa khác. Cháu mình thấy đứa nào mà nó học nhạc được, nó đờn được, nó hát được hay? Vô đi con, vô đi. Sáng này tôi để ý con của một sư nhân á, tôi đang hát cái bài 10,000 Reasons. Nó đúng dưới nó hát theo. Chúa cảm động lòng tôi liền. Không, xuống nói một sư nhân này được. Nhưng mà chưa dừng lại chỗ đó, cho đi học. Huấn luyện đi. Tương lai gọi thánh á. Tôi biết nó là học trò cưng của vợ một sư Tâm á. Em mục sư, vợ mục sư, bà mục sư. Dạ. Nhưng mà thường thường á, mình nói bà mục sư mà có trách nhiệm, nhưng mà mình có trách nhiệm luôn nữa. Đừng để cho bà mục sư với lúc nào cũng tốn công mà khích lệ mấy đứa nhỏ đi học. Chúng ta về nhà nói với con em mình, đứa nào mà học được á, cho đi học đi. Mình khích lệ nó, mình đẩy nó đi học. Tại vì mình không nói người ta đâu có biết đâu. Em quý vị, bây giờ quý vị phải có một, thêm một cái tật tốt nữa. Có nhiều tật xấu lắm, nhưng mà sau này tôi nói quý vị có một cái tật mà tật tốt, đó là đốc thúc người ta đi học. Không phải xóa đói giảm nghèo, xóa mù chữ, nhưng mà chúng ta đốc các con của chúng ta, em của chúng ta, nó học được, nó có khả năng, đầu tư cho nó đi. Ở bên Philadelphia có một cái em này á, bây giờ nó đánh trống ở trong cộng đồng luôn. Nó đánh hay lắm. Khó không anh? Anh nói khó hả? Ồ, oh, vậy hả? Tìm khóa online nhưng mà đừng tìm tôi hả? bằng mọi cách anh. Ồ, oh, tôi đi Philadelphia cách đây cũng thời gian với một sư Tâm á. Đi mười mấy năm trước. Cái cậu này, nó đánh trống giống như nó đánh trống chầu vậy đó quý vị. Nó đập không à. Tôi nói với má nó, cho nó đi học. Tôi thấy thằng này nó có năng khiếu. Có năng khiếu khác với lại cái khả năng đang đánh, cái khả năng của mình á, cái năng khiếu là nó có sẵn nhưng mà nó chưa được đào tạo, phải không ạ? Cho nên cái năng khiếu đó mình phải huấn luyện nó. Cái chị này chỉ mua cái dàn trống chỉ để dưới basement á, bắt đầu chỉ nghe lời. Tôi nói được ạ, chị nghe lời. Mấy năm sau tôi trở lại, tôi thấy là thằng này nó bắt đầu nó học cái bộ trống, bộ trống regular drum, wood drum á, để mà quý vị đánh một cái là nó ồn hơn cái trống điện. Trống điện này chúng ta dặn nhỏ được, phải không? Cái để dưới cái basement nó ồn lắm. Mà chỉ đầu tư cho nó, đẩy nó đi học, đánh trống, nó học đánh trống. Bây giờ tôi lên trên mạng, tôi nghe, online tôi nghe nó đánh, tôi giật mình luôn. Đánh hay quá chừng luôn quý vị. Đó, rồi hội thánh có một đứa tài giỏi như vậy thì chúng ta vui lắm, phải không ạ? À? Từ những người cha, những người mẹ trong hội thánh mà chúng ta kêu gọi. Chúng ta không có một sớm một chiều có đâu. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm á, thì 2 năm hay 3 năm nữa chúng ta mới có. Đối với tôi dạy một đứa đó, ít nhất mà nhanh nhất đó nha, 6 tháng. Tôi dạy một người đánh guitar đó, trong vòng 3 tháng, 1 tháng tới 3 tháng là có thể đàn được rồi. Nha. Quý vị chịu khó mời tôi qua đây nhiều, tôi dạy quý vị guitar. Này gài hoài quý vị chưa ha. Quý vị bay qua đi, ở nhà tôi cơm gạo coi như là free hết cho quý vị. 3 tháng thôi,
quý vị xuống núi, tại bên đó là sa mạc với lại núi không à, rồi quý vị sẽ trở thành những nhân tài thiệt. Tại vì cái gì nó cũng có cái bí quyết hết trơn á. Một bài hát chỉ có ba cái co hả, tôi dạy là tôi đưa qua này qua kia. Có những người có điều kiện mà không chịu học, tôi dạy một bài 3 tháng luôn á quý vị. Một bài mà học 3 tháng không chịu xong nữa, thôi mình cũng ráng mình dạy đó. Tại vì bận quá là không có tập. Nhưng mà tôi dạy nhanh lắm, tôi dạy tôi áp dụng bài này bài kia, tôi ra cái hệ thống cho quý vị. Ôm cái đàn guitar lên là đánh được 3 co là xong rồi, dễ không? Nhanh lắm quý vị. Cho nên là cũng có những người như vậy đó. Những người mà tôi dạy bây giờ là hầu vị Chúa ôm cái đàn guitar lên là đàn thôi. Như vậy thì chúng ta nhớ là chúng ta đầu tư mà không có liền đâu, nhưng mà một thời gian chúng ta rải ra thì chúng ta sẽ thu lại quý vị ha. Đó là những cái khó khăn thường gặp, tôi cũng nói ra cho quý vị rồi, nhưng mà chúng ta hãy khắc phục nó. Rồi chúng ta đi qua cái phần thứ hai lớn, đó là bây giờ chúng ta đề xuất những giải pháp chứ. Nãy giờ nói khó khăn không à ha. Bây giờ đề xuất nè, đề xuất như thế nào đây quý vị? Đây, đối với tôi đó, tôi báo cho quý vị một tin vui nha. Quý vị muốn nghe tin vui không? Nghe nha. Rồi tháng 12 này thì tôi sẽ có một cái buổi họp với một số những cái mục sư và những người có ơn về âm nhạc ở tại California. Và một cái mục vụ thần học, họ quyết định lập ra một cái trường thần học, một cái khoa trong cái trường thần học đó, khoa âm nhạc và khoa thờ phượng, và âm nhạc và đào tạo mục sư về thờ phượng. Rồi tôi đề nghị ở trong cái chương trình đó là có dạy về những cái kỹ thuật chuyên ngành nữa. Ví dụ như một mục sư đào tạo ra đó thì rất là giỏi về lời Chúa, hát có thể hay, mà giỏi về lời Chúa là chính ha. Nhưng mà khi mà đi mở hội thánh đó, đối với tôi mở một hội thánh mới á, nói thật quý vị đó, trong tất cả những cái vấn đề liên quan đến mở hội thánh mới á, ở Việt Nam tôi đã làm rồi, khó khăn về kỹ thuật cũng không có gì dữ dội, âm nhạc thì thôi dễ quá rồi. Nói chung là những cái gì đó nó đơn giản để mở một hội thánh á thì mình có thể làm được. Nhưng mà đối với một người bình thường khác á, khi mà được đào tạo xong ra đó, đưa lên ở trên vùng cao, vùng sâu, vùng xa đó, không có đàn được, không có hát được. Đó, quý vị thấy không? Rồi quý vị nhớ cái câu chuyện ly cà phê ngày hôm qua không? Đó, thì đi nhờ người này nhờ người kia bị ảnh hưởng lắm. Nhưng mà một mục sư bắt đầu mở, ông Rick Warren cũng vậy, ông bắt đầu mở hội thánh ở trong cái phòng mà tiếp khách của ông, với một cái đàn guitar, ông có thể chơi đàn được. Và bây giờ hội thánh lên tới 20.000 người rồi. Và hội thánh rất là đơn giản từ lúc đầu. Nhưng mà chúng ta thấy là cái người mở hội thánh cần phải được đào tạo. Và cái chủng viện hay là cái trường thần học, hay là những cái online class, những cái lớp học online đó, cần phải có để cung ứng cho hội thánh. Thì tôi rất mong có một lần năm 2018 đứng trước nhiều mục sư ở trong Baptist á, thì tôi có nói rằng chúng ta nên, cái chủng viện của chúng ta nên có một cái bộ môn âm nhạc bắt buộc cho các mục sư, có thể học 4 năm ra đó, thì 4 năm đó mỗi một học kỳ á có một cái lớp cho các mục sư. Bởi vì chúng ta thấy nó không có quan trọng, chúng ta thấy không quan trọng bằng lời của Chúa. Dĩ nhiên phải học lời Chúa, ra học Chúa chứ đâu phải ra hát bà đàn. Nhưng khi cần đến quý vị không có gì chân, khó khăn vô cùng luôn. Thậm chí tôi đề nghị là mở ra cái khóa là dạy quý vị làm âm thanh. Lúc đó mời miên trường làm giáo sư được rồi, phải không ạ? Những cái người mà học được đào tạo ra để dạy, quý vị chỉ cần dạy đơn giản thôi. Giờ tôi hỏi một sư Tâm đi chẳng hạn, đơn giản nhất một sư Tâm tự livestream được không? Dạ, đó, một sư có thể biết được những cái thủ thuật đó, là một sư học chỗ này chỗ kia. Nhưng mà có những người không biết gì hết. Ở Việt Nam đó quý vị, trong cái mùa Covid vừa rồi thấy thương luôn á. Có những hội thánh vùng sâu vùng xa, không có phương tiện thì mình không nói. Nhưng mà hội thánh ở tại Sài Gòn luôn, các mục sư vô cùng lúng túng. Lớn tuổi thì mình không nói, nhưng mà trẻ tuổi luôn. Có nghĩa là họ không có rất là nhạy với lại những cái kỹ thuật. Họ không biết xài Zoom, họ không biết xài Facebook. Facebook chỉ lên chỉ kiểm tra thôi, mà livestream cũng không được. Hội thánh nhớ làm sao trong cái mùa đó? Hội thánh đóng cửa 3 tháng. Nó làm sao được? Rồi liên lạc làm sao? Gọi điện thoại thôi à. Rồi hội thánh không có nhóm, mà nhiều hội thánh như vậy đó.
Quý vị thấy không? Không có được huấn luyện đào tạo thẳng hôi ở trong một cái chủng viện, cái trường học ấy, mà thành một cái bộ môn cho các mục sư, thì các ông cũng sẽ không có cái kinh nghiệm gì hết khi mà ra, rất là lúng túng. Con em chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta muốn có một cái tương lai cho hội thánh, phải không ạ? Tôi muốn gieo lên trong quý vị một cái lòng mơ ước, hãy cầu nguyện đi. Tại vì các chủng viện, các trường thần học thì thường thường họ nghĩ rằng trang bị lời là đủ rồi. Nhưng mà những cái kỹ thuật liên quan về cái sự thờ phượng, về âm nhạc, thậm chí cho quý vị định hướng, các mục sư nhiều khi chỉ biết hát thôi mà, gọi là định hướng cho giới trẻ nghe nhạc như thế nào, rồi dùng cái âm nhạc thờ phượng như thế nào nữa đó, để dấy lên một cái thế hệ kế tiếp trong hội thánh, thì chúng ta cần có những cái bộ môn như vậy ở trong các chủng viện, trường thần học và những cái lớp học online. Chúng quý vị nhớ, quý vị cầu nguyện, nhớ cầu nguyện. Tôi đang gieo cho quý vị những, thổi vào quý vị những cái mơ ước. Chúng ta đi kế tiếp nha, đó là cái giải pháp để xây dựng nền thánh nhạc tại địa phương nha quý vị. Rồi, trong một những cái điều đó, cái này tôi nói quý vị đụng dữ lắm, nhưng mà xin lỗi, tôi phải nói luôn là không dùng nhạc nền trong các chương trình hội đồng, khuyến khích live band quý vị. Ở đây thì tôi thấy thường thường xảy ra đó là bởi vì hội thánh không có cái người chơi, ví dụ như đây chỉ có miên trường đánh một mình thôi, thì chúng ta muốn cho nó hay hơn, chất lượng hơn, thì chúng ta dùng cái soundtrack, phải không? Ở đây quý vị có dùng soundtrack không? Tôi là nhiều lắm á. Tôi làm nhạc cũng 30 năm nay rồi, cho đó tôi có tới cả ngàn cái soundtrack, nhiều lắm. Hỏi tôi soundtrack nào cũng có hết trơn á, nhưng mà tôi không có khuyến khích. Mặc dù có khi có những ca sĩ họ cần họ mua soundtrack của tôi á, tôi bán cũng có tiền dữ lắm chứ bộ, nhưng mà tôi không có khuyến khích. Tại sao? Tại vì quý vị không có khuyến khích một cái thế hệ học đàn, một cái thế hệ mà sử dụng cái khả năng của mình đó để mà phục vụ trong hội thánh. Thực tế lắm quý vị. Ví dụ như tự nhiên quý vị biết đàn và quý vị được mời vào một cái band quý vị chơi á, quý vị được thờ phượng Chúa, được phục vụ Chúa. Nhưng một thanh niên của một sư vũ có một ngày kia nó, tụi con có vị trí nào trong hội thánh? Nếu mà một cái câu hỏi của một thanh niên mà nó chơi piano được mà nó bị bỏ thó, nó không ai cần biết nó. Nó vô nó thấy cái đàn, tôi thấy cái đàn piano này tôi thích lắm, mặc dù cái cây này nó lớn tuổi hơn tôi. Nhưng mà tôi vẫn ngồi lên tôi đàn, tôi thích. Tôi đam mê. Đừng đụng vô rồi nha, cái này đồ cổ quá. Một sư ngồi chút kia, quên, xin lỗi, bạn ngồi chút kia đi, bạn chỉ là cái người hát thôi chỗ đó, quý vị thấy không, uổng lắm. Trong khi tôi thì tôi muốn ngồi lên tôi dạo vài bài và hội thánh, ô đàn được hả, nhảy vô liền con, ông nhảy vô cái công việc này, mời bạn vào. Chúng ta kêu gọi, chúng ta thúc đẩy, chúng ta có làm điều đó không? Nhiều tài năng ra đi bỏ hội thánh mà chúng ta không biết, mà họ có nhiều cái khả năng lắm. Bây giờ chúng ta về, chúng ta cầu nguyện nha, chúng ta viết xuống cái list, để ý đứa nào có khả năng nào, cái này nói thêm vô thôi à, thì quý vị mời nó vào cái công việc, nhất là vấn đề âm nhạc, nó học, nó được thực hiện, nó được thực hành ở trong cái vị trí đó, đẩy nó vô để mà nó phục vụ cho nhà của Chúa quý vị nha. Tôi thì tôi làm việc âm nhạc chuyên nghiệp, cho nên là đối với tôi khó tính lắm, chơi phải ra chơi, đàn phải ra đàn. Cho nên đối với tôi mà nghe mà không có được, tôi khó tính. Nhưng mà giờ tôi bỏ cái khó tính đó rồi. Tại có làm được cái gì đâu, khó tính là chẳng có làm được, quý vị không có làm được gì với Chúa hết trơn á. Bây giờ mình phải dễ dàng chút. Tại mình khó tính ai dám chơi nhạc, mình khó tính ai dám phục vụ Chúa nữa. Cho nên có một ngày kia tôi đến ở trong cái hội thánh, có hai band, người ta khoe với tôi, ôi chúng tôi có hai band luôn, ban nhạc, các em thiếu nhi chơi tốt lắm mục sư. Cái chữ tốt đó làm cho tôi tò mò, tôi muốn quến tôi xem, hỏi ôi luôn. Tại vì cái lòng của họ đó, họ muốn đưa những đứa trẻ lại với nhau tập đàn. Nhưng mà tôi học được cái tính, cái lòng của họ. Dĩ nhiên nó phải đào tạo và tôi muốn giúp cho tụi nó. Tôi muốn giúp cho tụi nó, phải không? Nhưng mà thấy hội thánh này hay nè. Cái hội thánh mà tôi nói đó, có hai cái ban nhạc mà thấy những đứa nào chơi được đưa vô hết. Quý vị chờ. Cái tự mà chống đánh xuôi kèn thổi ngược là có thiệt á. Có thiệt, cái từ đó là có thiệt trên thế giới này, trong hội thánh luôn. Thì chúng ta phải chịu thôi, đừng có khó tính, cứ chăng chống đánh xuôi kèn thối ngược. Nhưng mà nó trong cái âm nhạc thôi, chứ nó đâu có phải là cái gì nó liên quan đến tờ phượng đâu, nó liên quan đến thần học đâu. Cứ cho chống đánh xuôi kèn thổi ngược đi. Chứ chúng ta nói chống đánh xuôi kèn thổi ngược thì hội thánh còn hệ thống gì à, chúng ta có mời nó vô hội thánh đâu. Chừng nào đánh được thì đi vô con, còn không đánh được thì ban thanh niên trên lầu kia sưu tập chỉ thôi trên đó. Vâng, chúng ta có chỗ cho tụi nó, khi mà thấy được rồi
thì chúng ta mời nó vào hội thánh. Đánh. Ít ra tụi nó có cái đam mê mà tụi nó được sử dụng. Nha quý vị. Cái đam mê của tụi nó, chúng ta đánh chúng, chúng ta đưa nó vào. Biết cái gì thì làm cái đó. Nhưng chúng ta hãy nhớ là chúng ta thúc đẩy, nhưng chúng ta không cầu nguyện Chúa để có những chuyên gia và giúp đỡ. Giúp thì giúp cho trọn, quý vị nha, để mà giải quyết cái tình trạng lộn xộn đó. Rất là nhanh quý vị, đi qua tới tiếp thì tôi tâm tình quý vị, sợ tối mai chưa hết nữa. Nên dạ, thôi qua luôn, qua luôn, qua luôn, dễ dàng lắm. Chúa đừng đi nhanh quá. Vâng, các chương trình thờ phượng Chúa chung hội thánh địa phương, tôi muốn tối hôm nay nè, các hội thánh địa phương tới để cầu nguyện và học kinh thánh, xin lỗi, để thờ phượng Chúa. Thì chúng ta không có tôi, nhưng mà chúng ta cũng nghĩ đến cái chương trình này rất là tốt quý vị, bởi vì chúng ta giao lưu, chúng ta cho các bạn trẻ gặp nhau, chúng ta cho tất cả cùng thờ phượng Chúa với nhau. Nhưng mà trong những cái cơ hội đó thì mỗi hội thánh sẽ có cái cơ hội để trình bày những cái bài thờ phượng. Tại quý vị, cái lòng của quý vị đối với Chúa đó, nó có thể nhiều hơn hoặc ít hơn đối với người khác. Cho nên khi mà họ kết nối với chúng ta, họ thấy được tâm tình của chúng ta, khả năng của chúng ta. Như tôi thấy, quý vị thấy miền trường chơi nhạc, quý vị thích không? Thích ha?